Dạ trước khi con đi thì cũng mong ba mẹ ở nhà yên tâm, con cố gắng làm để sau này về có một công việc ổn định, phụ giúp cho gia đình và có một tương lai tốt hơn. Rồi, ok. Thì Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB. Và ngày hôm nay Phúc với Giàu đã có mặt tại Tân Hưng, Long An. Và ngày hôm nay Phúc với Giàu sẽ đến thăm gia đình của một em học viên, cũng gọi là ở hơi hơi ở trong đồng tí, nhưng cái nhà xung quanh toàn là đồng với rừng không nè, đường đá xanh nữa. Thì ở đây là thuộc huyện Tân Hưng của tỉnh Long An, và đến thăm nhà của em Tiên. Em đi đơn linh kiện điện tử Nhật Bản nha, và qua Tết này thì em sẽ bay sang Nhật làm việc. Thì bây giờ là mời cả nhà cùng theo chân Phúc với Dầu, chúng ta đến nhà em Tiên xem hoàn cảnh gia đình như thế nào, và lý do đi Nhật, cũng như là nói chung là hiểu hơn về cuộc sống của người dân Tân Hưng Long An. Ok, xin mời cả nhà. Cò quá trời cò luôn nè. Ô, nhìn cánh lồng quá đẹp, một màu xanh 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 luôn, bao la bát ngát. Kêu Tiên ra đón chơi vậy, thấy vô có xíu tới hả? Hơi khô rồi. Có cách sọc. Ây da, sao vô đây lại đường nhựa? Đấy là chạy, chạy đường đá đỏ đường chết, sao vô đây đường nhựa kỳ ta? Đâu? Ai biết? Nó nói tới rồi mà. Nó có tới hả? Chưa. 210 mét nữa. Sắp tới đó rồi, kêu Tiên đón chưa? Đi rồi. Không, đây nè, quán nhà này nè, quán nhà này nè, ai biết? Tiên ơi, Tiên ơi, gì gọi điện đi ba ha, gọi điện đi, gọi điện đi. Chạy chạy cho mẹ. Gọi đi. Em gọi đi. Quay lại thì thử. Không thấy nè, thì em gọi thì không biết chứ. Yes, thấy không biết nhà nào. Nếu nhà nào đẹp nhất vô quay. Ông em Tiên nè, nè, anh em Tiên. Thấy chưa? Anh sao ấy... không ra đón? Anh thấy chạy hay chưa? Đâu? Anh sao, sao không thấy ra đón hết trơn vậy? Giận rồi mà không thấy ra đón. Ừ, ở 7 rưỡi nó mới dậy mà anh nói sao. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là nhà của Tiên nha. Đó, bây giờ đây là con đường trước nhà nè. Bây giờ sẽ cùng vào nhà nhé. À, xin chào cả nhà nha. Thì hiện tại là bây giờ là Phúc với Dầu đang ở Tân Hưng của Long An. Thì hôm nay là xin giới thiệu với cả nhà, đây là gia đình của hai em học viên của Phúc với Dầu, đó là hai em Tiên luôn đó, và cũng là bà con với nhau luôn. Thì hôm nay thì đến đây thì mọi người chuẩn bị rất là nhiệt tình luôn nè. Thì bây giờ trước khi mà vui vẻ với gia đình đó, thì bây giờ là Phúc sẽ cho cả nhà cùng làm quen với gia đình của hai em học viên Phúc nha, để mình hiểu hơn về hoàn cảnh gia đình cũng như là động lực mà khiến các em đi Nhật như thế nào. Ok, dạ con chào chú. Chú có thể giới thiệu gia đình mình cho mọi người làm quen luôn được giùm con được không? Ý là chú giới thiệu cha mẹ chú nè. Bên đây là ông ba. Dạ. Ông ba là ông nội của thằng Tiên. Dạ. Hai Tiên luôn, ông nội của hai Tiên luôn. Ông nội hai Tiên luôn, đây dạ. Luôn, bà nội của hai dạ. Tiên luôn. Dạ. Ở đây đây là chú Tư. Dạ, là cha mẹ của Cẩm Tiên. Còn ở đây là bác hai. Dạ. Anh hai á. Dạ. Còn đó là anh dâu. Dạ. Người vợ còn chú. Ở đây là bà xã phu nhân. Dạ. Thì bây giờ trước tiên thì con xin phép giao lưu với cô chú trước ha. Rồi xong rồi con sẽ hỏi từ từ nha. Thì chú giới thiệu cho mọi người làm quen đi, chú tên gì, năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Chú 49 tuổi rồi.
Dạ. Chú tên gì? Chú tên Dũng. Chú tên Dũng. À. Dạ. Chú nhìn vô đây nè chú. À, chú con hỏi tí á. À, chú có thể giới thiệu về cái nghề nghiệp của gia đình mình đang làm á chú? À, mình làm ruộng thôi. Chú dạ. Là ruộng. Nhưng mà chú làm được nhiều ruộng không? Thì nói chung đất nhà cũng hai mẫu ngoài vậy đó, đất mướn thì làm thêm, mướn thêm. Dạ. À. Là tổng hết là chú làm bao nhiêu lần? Các bạn trong ngoài có chục rồi. À, chú làm 10 mẫu luôn nha cả nhà. Và con thấy như vậy thì cái kinh tế gia đình của mình á gọi là không có khó khăn lắm. Vậy tại sao mà nói chung là em Tiên muốn đi Nhật á? Thì cái này là do em tự tìm hiểu rồi em tự xin cô chú đi hay là cô chú hướng cho em đi Nhật? Nó tự nó tìm hiểu đi. Dạ. À. Nhưng mà nhà mình á thì nói chung là không khó khăn lắm, mà em là con gái nữa, mà khi mà em xin đi Nhật như vậy thì cô chú có phản đối không? Không. Sao cô chú không là không phản đối, mình không có lo lắng gì à? À, thấy cũng con bác hai nó cũng có đi rồi đó, mình cũng yên tâm rồi. À là nhà mình là có bác hai bên kia là có hai người con đi Nhật rồi. Hai người con đi Nhật rồi. Dạ. Thấy cũng ổn. Dạ. Không có gì. Nhưng mà lúc đó sao chú không cho con chú đi luôn? Cũng tính là cấp trước là mình thấy cũng không biết làm sao qua bển sao sao này kia nọ, mình cũng phân vân lắm. Sau này cái hai đứa cháu nó đi trước rồi đó, thấy nó cũng ổn rồi không cho đi. Dạ. À. Nhưng mà khi mà chú em Thiên bắt đầu mà xin chú đăng ký đơn đi vậy á, thì chú có nói chung là có lo lắng gì về đơn hàng này nọ các kiểu không? Thì mới đầu thì cũng hơi lo, sao lại thấy nghe chú giàu nói thấy cũng vậy đó, thấy cũng ổn. Dạ. Thôi kệ cho đi. Dạ. Thì bây giờ là em đang học rồi thì nói chung là chuẩn bị là qua Tết là bay rồi. Đúng thì rồi. Nói chung á là bây giờ thì chú yên tâm hơn chưa? Yên tâm. Dạ. Rồi. Thì nói chung là bây giờ chú mong muốn gì ở em Tiên khi em đến Nhật? Thì mong muốn cái này nó đầu tiên là sức khỏe. Dạ. Và sau đó thì nó cố gắng nó học. Dạ. Dạ. Rồi. Cô, bây giờ hỏi cô một tí thì nãy giờ chú cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Thì cô có lo lắng về gì về em Tiên đi Nhật không? Cũng có lo chứ sao không lo. Đấy là cô lo cái gì, cô thể chia sẻ một tí được không? con thấy cô hơi xúc động. Với lại cô lo lắng là không biết là em yêu bảnh là như thế nào hả cô? Đúng. Cô bình tĩnh đi, cô có thể chia sẻ được tí giùm. Nói chung mình chia sẻ ra để cho cái nỗi lo đó tụi con có thể giúp được gì cho cô không? Thấy khó quá trời qua đi. ý là cô lo là lo quá trình mà em qua Nhật không biết như thế nào, hay là bây giờ là cô lo vấn đề ở Việt Nam? Lo quá trình sau này khi em nó bệnh không biết nó sống như thế nào. Dạ. Chú ôm cô một cái chú. Nhưng mà con hỏi cô nè, có tại vì ở bác hai á là có hai người con đi rồi mà, thì cô cũng biết sơ về, giống như là mình cũng chia sẻ về á thì cũng biết được cuộc sống bên đó, nhưng cũng nói chung ổn định, ok mà cô. Thương con, kiểu là thương xa quá. À, ý là cô Tiên đi xa quá là cô nhớ cô chịu không nổi hay sao? Thôi đi, đúng rồi, cắt bỏ khúc này đi. Không sao, đây là cảm xúc mà chú lưu lại để cho, nói chung em cũng khóc luôn rồi kìa. Rồi nói chung thì bây giờ là cô không muốn kìm lòng nữa, cả nhà thì mình cũng biết là tình mẹ con á, tại vì Tiên cũng là nữ nữa nên là sự lo lắng nó rất là nhiều. Rồi bây giờ là mình dời qua gia đình bên này đi ha. Rồi mời cả nhà qua đây nha. Ủa để chú mấy chú ngồi xuống đi, chú cứ ngồi xuống đi, hỏi con hỏi cô, con hỏi cô, nhưng mà chú ngồi xuống đi, có gì đâu. Sao tới giờ anh khóc rồi? Không có gì đâu. Không có gì, con không hỏi, không hỏi. Ủa? Không hỏi, con không hỏi. Không hỏi, phải không hỏi cô, chú ngồi đây, chú ngồi đây đi. Ý là chú ngồi đây đi, chứ con không hỏi chú. Cắt chút đi. Dạ, dạ. Bà khóc luôn rồi kìa. Không, tại vì con đó, con hỏi cô, con hỏi cô. Ý là chú ngồi cho ngồi có mặt thôi. Quá sao kỳ quá. Không, tại thương con không. Thôi, chú giờ chú vô. Dạ. Bây giờ đâu có gì đâu, con hỏi thì gia đình mình có sao mình chia sẻ vậy thôi, để con hiểu hơn về gia đình mình thôi. Thì con hỏi cô nè, thì cái quá trình mà em Tiên này á là do là cô thấy là Tiên chị đi
Rồi xong rồi mình cho đi luôn hay là sao? Hay là em Tiên tự xin đi? À, tại vì em Tiên nó tự xin đi á. Dạ. À, tại vì đi cũng như thấy mấy chị với anh nó đi đó. Dạ. Rồi nó cũng rôm, nó cũng muốn đi. Dạ. Muốn đi rồi thôi, thì con nó muốn đi thì... thì mình cho nó đi, tạo cơ hội cho nó đi ngoài xã hội để nó học hỏi thêm. Nhưng mà nói chung là chắc cô thấy anh có anh chị của Tiên đi rồi nên cô cũng yên tâm đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy bây giờ cô có lo lắng gì nữa không? Nói chung thì lo thì cũng có lo, nhưng mà mình thấy anh chị nó đã có đi rồi, nhưng mà mình cũng biết. Dạ. Mình biết cũng bên đó cũng tốt rồi này kia, mình cũng tạo cơ hội cho con mình nó đi. Dạ. Dạ. Nói chung là bây giờ là cô yên tâm nhiều đúng không? Dạ đúng. Nói chung là cứ có anh chị đi là làm được rồi, chắc chắn là em sẽ làm được thôi. Dạ. Dạ không có gì hết đúng không? Dạ, dạ, đúng. Dạ nhưng mà vấn đề con hỏi một cái là tài chính mà để mình lo cho em đi á, thì giờ mình có khó khăn lắm không? Hay là mình có sẵn rồi? Nói chung thì khó thì cũng không có khó, nhưng mà dư thì cũng không dư nhiều, nhưng mà mình cũng gắng mình tạo cơ hội để mình lo cho con mình đi thôi. Dạ. Hồi nãy thì con hỏi bên kia rồi, nhưng mà con cũng hỏi cái gia đình mình á, thì công cái nghề nghiệp chính là làm gì cô? Trong nghề nghiệp chính của chị thì làm ruộng. Dạ. Vậy nhà mình mấy mẫu? Mình cũng được 10 mẫu, nhưng mà đó, tại vì con mình nó muốn đi đó. Dạ. Ý là đi để lo cho tương lai của mấy em thôi. Dạ, chứ mà nhà mình thì cũng đầy đủ điều kiện hết. Nói chung thì cũng rỡ, cũng đủ điều kiện. Nhưng mà con nó muốn đi học hỏi thêm á, thì mình cũng cố gắng mình cho nó đi thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Tại vì nói chung là Nhật là một trong những quốc gia tiên tiến ở thế giới mà. Dạ. Thì mình sẽ học được rất là nhiều thứ để cho quá trình khởi nghiệp cho tương lai của mình. Nên là cô cũng yên tâm nha. Tại nói chung là cũng có nhiều người đi chứ không phải là chỉ có mấy em đi không. Dạ. Đó. Thì bây giờ cô nhắn nhủ gì cho em không? Thì nói chung thì cũng nhắn nhủ cho con thì... mình gắng cố gắng đi qua bển, mình gắng cố gắng làm và học hỏi thêm để sau này mình về mình có tương lai hơn. Dạ. Yeah. Rồi vậy con cảm ơn cô nha. Yeah. Tại không thời gian nhiều giao lưu mỗi người một tí thôi. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ là giao lưu với bác hai nè. Để cho hai cô chú yên tâm nè. Thì ở gia đình mình thì nói chung là có hai người con đi Nhật rồi. Thì chú có thể chia sẻ một tí về cái quá trình mà hai bạn đang làm việc ở Nhật á. Nói chung là chú cứ chia sẻ công việc đồ có ổn định không chú? Hai đứa con của anh đi Nhật đó thì thấy nó cũng ổn định, thu nhập cũng được, cũng khá. Nhưng mà hai bạn chia sẻ về thì cuộc sống vẫn có vất vả lắm không? Cũng không có vất vả gì đâu, cũng được. Làm theo cái cơ chế người ta quy định ra đó. Dạ. Thì cũng lâu lâu cũng có tăng ca rồi cũng bình thường. Dạ. Đó thì chú động viên, tại vì hai cô chú này nói chung là chưa, nói chung mới lần đầu thôi á, nên là chưa có còn lo lắng nhiều á, thì chú có động viên hai em của mình tí được không? Thì cũng đâu có gì đâu khó khăn đâu, thì qua bển cũng như sống ở Việt Nam mình thôi. Dạ. Cái đất nước của người ta nó tiên tiến thì nó tốt hơn mình á. Dạ. Nên là nói chung là bây giờ hai cháu chú chuẩn bị đi Nhật này, chú có nhắn nhủ gì hai cháu chú không? Nhắn nó thì đi qua bển mình dán, mình tập trung làm, cố gắng. Hơn nữa đừng có vi phạm bất cứ những gì người ta quy định. Dạ. Đừng có làm sai gì hết, đúng theo cái pháp luật của người ta thì nó đạt thôi, có gì đâu. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhiều nha. Nãy giờ con thấy bà xúc động quá nè. Bà có hai đứa cháu gái, chắc bà cũng không muốn cho cháu mình đi hả bà? Giờ cái ý cháu mình á, nó muốn đi cũng cho nó đi con. Cho nó học hỏi này kia. Dạ. Mà giờ á thì cũng gần cái chuyến đi của nó rồi. Dạ. Thì giờ bà không cầu chúc cho cháu nó đi gặp nhiều may mắn, chứ cho nó mạnh mẽ. Dạ. Nó đem cái đồng ngân gì cho nhiều được rồi. Dạ. Cho ba mẹ. Vậy chứ bà có muốn đem cháu rể gì cho bà không? Cái đó là muốn á. Mà dạ, cho nó cái duyên nợ. Ý là bà muốn là người Việt hay người ngoại quốc? Người Việt Nam mình. Chứ lỡ mày đem rể nói tiếng Nhật không thì sao? Cái đó là do nó cái ý nó, chứ bà không biết được. Ý là lúc đó về nói chuyện bà không hiểu rồi sao? Từ từ hiểu chứ gì. Dạ. Rồi bà có nhắn nhủ gì hai cháu bà không? Cũng cầu chúc cho nó lên đường nó mạnh mẽ may mắn gì à. Dạ. À. Dạ. Rồi con cảm ơn bà nha. À. Không. Thôi khỏi đi. Không khỏi luôn hả? Đủ rồi. Dạ. Thì nói chung á, hôm nay thì con đến thì cũng có thăm gia đình mình. Thì cũng thấy được cái tình cảm của gia đình mình dành cho hai em rất là nhiều. Nhưng mà nói chung tại vì
tương lai của hai em, nói chung là ba mẹ có thể cho tiền chứ không thể cho được cái gọi là cái tri thức cũng như là cái sự nghiệp cho con mình đó, tại con mình phải tự xây dựng nên thì nó mới bền mới vững được, nên là nói chung cô chú cũng cứ yên tâm ha, thì có tụi con hỗ trợ cho mấy em rồi, thì cái con đường của mấy em đi là do mấy em tự quyết định, nên là nói chung qua bển thì cũng giống như bác hai chia sẻ rồi đó, thì đã có anh chị đi trước rồi thì mình cứ yên tâm thôi chứ không cần phải lo lắng nhiều đâu. Thay vì mình lo lắng thì bây giờ mình cứ nghĩ con mình đi bển sẽ gặp may mắn, công ty rất là tốt, họ sẽ yêu thương, họ sẽ quý mến, họ sẽ giúp đỡ con mình đó. Thay mình lo lắng thì nó cũng vậy thôi, mà bây giờ mình suy nghĩ tích cực đó, thì con mình nó qua bển sẽ gặp cái nhiều điều may mắn đó. Hồi trước con đi cũng vậy, con cứ nghĩ là bây giờ không biết xứ lạ quê người làm sao, nhưng qua bển mình cố gắng người ta sẽ thương yêu quý mến mình thôi đó. Thì bây giờ cuối thì sẽ cho giao lưu với hai em tí, thì nãy giờ em thấy tình cảm của cha mẹ với ông bà dành cho em vậy đó, thì bây giờ em chia sẻ tại sao mẹ muốn đi Nhật. Không biết nói sao. ý là lúc trước tại sao em muốn đi Nhật mà em đòi xin ba mẹ? Có sao em nói vậy thôi? Em muốn đi Nhật để phụ giúp kinh tế gia đình. Ủa, kinh tế thì đâu khó khăn lắm đâu. Muốn thêm. Muốn thêm nữa hả? Rồi em muốn gì cho mình? Ý em muốn gì cho bản thân mình á? Sao vậy? Sao lại xúc động vậy? Ý là em có cái gì em chưa có nói với ba mẹ không? Em chia sẻ đi. Hết nói được rồi hả? Nhưng mà em chia sẻ một tí đi. Em nhắn nhủ gì ba mẹ đi, để cho ba mẹ yên tâm đi. Nè, khỏi chia sẻ kìa. Nhắn nhủ cho ba mẹ đi. Nói đi em. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên, nhắn nữa cho ba mẹ yên tâm kìa. Nói đi. Nói cho ba mẹ yên tâm kìa. Con sẽ cố gắng gì đó. Ừ. Để nói cho ba mẹ yên tâm chứ. Có cơ hội nói đi em. Cái chủ yếu mình qua bển mình tôn trọng pháp luật của người ta, quy định của người ta, làm đúng giờ giấc. Không, cái này là em anh sẽ làm cái video kỷ niệm cho em, là ba mẹ ở nhà có thể mở ra xem. Khi mà mình qua bên kia, như ba mẹ sẽ nghe cái lời mà nói chung là nhắn nhủ của em á, thì ba mẹ sẽ an tâm hơn, thì em sẽ nói gì. Dạ, trước khi con đi thì cũng mong ba mẹ ở nhà yên tâm, con cố gắng làm để sau này về có một công việc ổn định, phụ giúp cho gia đình và có một tương lai tốt hơn. Rồi, ok. Thì nói chung em em cái mục tiêu em lại muốn là đi 3 năm rồi em về thôi, hay là muốn tiếp tục dài hạn ở Nhật lâu dài? Nếu có cơ hội thì em sẽ đi tiếp. Như vậy như ba mẹ đợi cháu nội cháu ngoại sao? Dạ, ở vậy luôn. Em nói vậy mẹ khóc á. Mẹ tông cháu em nó phải kiếm rể ngoại gì cho mẹ. Rồi nói chơi vậy thôi, bây giờ mình sẽ giao lưu với Cẩm Tiên nha. Thì Cẩm Tiên nè, em thấy chị mình đi á, rồi em muốn đi đúng không? Dạ. Hay là tự em quyết định? Dạ, tại em thấy chị đi, anh chị đi qua anh bển làm rồi, em thấy cũng được nên là em quyết định đi ạ. Ủa, vậy bây giờ cái này là do là mình thấy người ta đi mình đi theo thôi đúng không? Không, một phần cũng do em muốn đi nữa. Em do muốn đi để làm gì? Dạ, em đi em kiếm tiền về sau này em lo cho em. Đi mục tiêu chủ yếu đi kiếm tiền thôi hả? Dạ, đi kiếm tiền rồi. Ba mẹ cho được mà, vậy thôi khỏi đi. Cái đó là phần của ba mẹ cho, nhưng em muốn tự làm thêm mà. Lại muốn khẳng định chính mình. Dạ. Ừ, còn gì nữa không? Dạ, dạ, dạ không à. Ý là muốn đi để thay đổi bản thân đúng không? Dạ. Nhưng mà em đi hồi đó giờ em đi xa nhà nhiều bao giờ chưa? Dạ chưa, đây là lần đầu tiên à. Nhưng mà em có tự tin là mình qua bển mình sẽ khẳng định được bản thân mình không? Dạ chắc chắn sẽ được rồi. Vậy em nói sao cho ba mẹ yên tâm đi. Dạ con đi qua bển con cố gắng làm, ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Rồi gì nữa? Có muốn lấy chồng hay gì không? Dạ không, về Việt Nam mà. Ý là về Việt Nam lấy hả? Dạ dạ.
Nhưng mà em á thì chị thì đi gia hạn lâu, muốn gia hạn lâu. Rồi em đi á thì mục tiêu của em làm bao lâu? 3 năm hay là nhiều hơn? Nếu mà quan bển nó làm công việc ổn định thì em đi nữa. Rồi ok. Anh cảm ơn em nha. Thì nói chung là quay qua mẹ một cái. Tiền này qua âm mẹ cái gì tiền để lưu lại kỷ niệm luôn nè. Chào. Rồi ok. Dạ. Nói chung á thì ngày hôm nay đến đây con với dâu thì cũng cảm nhận được cái tình cảm gia đình mình nó rất là nhiều. Nói chung là ai cũng thương con, thương cháu mình. Nhưng mà con nói thì mấy em đi á, là để trưởng thành và mình qua Nhật á, thì đồng của anh chị đi trước rồi nè, nên mình cứ yên tâm không có gì trơn á. Dạ, sau đó thì con cũng cảm ơn gia đình mình vì cái sự chuẩn bị để tiếp đón tụi con như thế này. Nói chung là rất là quý. Thì do đó thì hôm nay con đến đây á, thì cũng nhân dịp năm mới thì con cũng thay mà con với dâu chúc cho tất cả gia đình mình, thứ nhất là ông bà nội, rồi cô chú, rồi hai em nữa thì năm mới gia đình dồi dào sức khỏe, làm lúa thì trúng mùa, làm gì được nấy. Hai em thì nhanh chóng sang Nhật làm việc và sau này có thể là giúp đỡ cho cô chú nhiều. Dạ, xin cảm ơn gia đình mình ạ. Bây giờ thì nói chung thì cả nhà thấy không, hôm nay thì mình đến đây thì ở Tân Hưng và nguyên một gia đình luôn, gọi là đại gia đình đó. Thì đã có hai anh chị đi Nhật rồi, thì bây giờ là hai em đi theo. Nhưng mà nói chung là mỗi người đều có một cái mục tiêu riêng là muốn khẳng định bản thân mình. Do đó thì mình thấy là ở đây thì cuộc sống bà con là chủ yếu làm nông, nên là cái sự va chạm cuộc sống nó không có được nhiều. Nên là mấy em muốn đi để khẳng định bản thân mình nhiều hơn, chứ không muốn là số ngày chỉ ở bên gia đình, ở bên ba mẹ, để cho ba mẹ chăm hoài. Do đó thì giống như những bạn trẻ, bạn nào chúng ta còn mà nói chung là còn nhiều cái hoài bão mà nói chung giống như là mình chưa có được có một cái sân chơi thỏa đáng cho mình á, thì mình có thể là khẳng định bản thân của mình ở Nhật, đó cũng là một con đường mà vừa giúp cho mình có kinh tế và vừa giúp cho mình thay đổi bản thân nữa. Cho tới ngày hôm nay Phúc cũng quay lại khoảnh khắc như thế này để cho cả nhà xem để hiểu hơn về cuộc sống của gia đình của hai bạn tiên như vậy thôi. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha.